Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ tư, 4 tháng 8 2021. Chương trình bản tin Hoa Thình Đốn hôm nay xin được phát hình phần 25, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Anh nghĩ sao về ông John Steinbeck? John Steinbeck, ông mang cái tính chiến đấu của người Mỹ. Nhưng ông qua Việt Nam ngắn quá. Và ông làm sao ông viết được cái chiến tranh Việt Nam được? Không, ông cách ông á. Ông mang tất cả cái người Mỹ lúc khai phá, lúc mà Open and Mouth đó. Nhưng mà ông qua Việt Nam thì ông đi theo một số đơn vị. Ông làm sao ông biết được cái đau của chiến tranh Việt Nam? Ông biết đau là sao cái phi lý của chiến tranh Việt Nam? Mà bây giờ nói rằng là người Mỹ làm sao biết được chiến tranh Việt Nam? Một ông Mỹ 20 tuổi xong trung học bị động viên, thì bây giờ con ngài người con tôi là người Mỹ gốc Việt, con tôi là ở Houston, bây giờ này bảo rằng đi vào trong chiến tranh Việt Nam thì chắc không đi rồi, mà chắc tôi cũng muốn nó để cho nó đi nữa đó. Thành thử mình không thể nào đòi hỏi ông John Steinbeck nói nhiều hơn và nói đúng hơn. Còn tất cả những cái phản chiến của là Fire on the Lake rồi thì người ta chỉ biết đi Việt Nam sau một hai cái tour và đi vô đến Katrina thì thấy Snake Bar. Chiến tranh Việt Nam đâu phải vậy. Cũng giống như ngay ở trong Foreign Affairs bây giờ, ông Joe Biden đã viết một cái bài của tháng 3 năm 2020. Ông bảo rằng ông share nhiều giờ với là Tập Cận Bình, cho nên ông biết rõ người Tàu. Trời đất ơi trời, người Tàu này, cái người Tàu Tập Cận Bình này, nó là tổng hợp của Tân Trụy Hoàng, nó tổng hợp của Hán Lưu Bang, nó tổng hợp của Chu Nguyên Chương, nó tổng hợp của Mao Trạch Đông, nó tổng hợp của Đặng Tiểu Bình, nó tổng hợp của 5.000 năm nước Tàu. Mà ông bảo xe bây giờ mà ông biết được Tập Cận Bình làm sao biết được. Cái tour Việt Nam ông qua, ông đi vòng ở đường Katrina, ông vào mấy quán bar, rồi bảo rằng là nước Mỹ ở qua bên đó là hút xì ke. Rồi nước Mỹ một cái tour Việt Nam 9 tháng, 12 tháng, 9 tháng, còn 3 tháng đi nghỉ mát ở Hải Ngoại. Làm sao mà biết được? Họa chăng lâu lâu có một người biết. Đó là như ví dụ như ông Jim Webb, ông Đảng Dân Chủ ở Virginia, tại vì ông ta hai tour Việt Nam. Ông ta có đọc sách, ông ta có viết sách. Ông ta là Đảng Dân Chủ, nhưng ông ta là phụ tá tổng trưởng của thời Cộng Hòa. Ông ta là Bộ trưởng Hải quân. Ông ta biết rằng cái thông cáo Thượng Hải nhường Biển Đông cho nước Tàu là một tai họa. Cho nên ông ta mới cố gắng làm edit cái cuốn Tù Binh Hòa Bình Của Tôi, tại Peace and Prisoner of War. Không phải vì Văn Chương, ông ta không biết Phan Nhật Nam là ai, nhưng ông ta thấy ra một điều mà từ cái cuốn Tù Binh Hòa Bình tôi đã nói đúng, đó là cái thông cáo Thượng Hải 1972 là sai lầm của 8 đời Tổng thống Mỹ, do những đầu óc siêu việt như Nixon, như Kissinger, như Reagan, chứ đừng nói của Obama hay là Joe Biden hay Trump, không. 8 đời Tổng thống Mỹ đã sai lầm và ông Jim Webb ông điều chỉnh. Ít nhất cũng có một người Mỹ trên 300 triệu người Mỹ thấy ra được. Mà tôi nghĩ rằng không phải mình ông Jim Webb, có nhiều người Mỹ người ta thấy. Như ông Peter Navarro, như ông Pillsbury, ông các ông đâu thấy. Nhưng mà ông thấy được cái điều mà ông được apply được cái câu đó là cái vấn đề khác. Vâng. Thành tự thưa với trở lại trường Việt Nam. Yeah. Làm sao mà Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Vũ Thành An có được cái gì hơn? Tại vì đó là đời sống của một cái giai cấp tiểu thành thị. Đó là ông Mai Thảo, đó là ông Thanh Tâm Tuyền, đó là ông Dương Nghĩa Mậu, đó là ông các ông đó là bạn tôi hết. Các ông đó không ra khỏi Sài Gòn. Ông Dương Nghĩa Mậu có một lần đi Quảng Trị. Ông
Ông Tô Thủy Yên có một lần đi bay trên phá Tam Giang, có một lần hiểu đâu ra được cái bi thảm thấm sâu cái đau của cái dân tộc Việt Nam của ông Tô Thủy Yên, một tài thơ lớn thật. Khi bay trên phá Tam Giang thấy ra tất cả những cái bi thảm của chiến tranh, bởi vì mà ta bắn vì ngươi, bởi vì ngươi bạc phước đó, ngươi bạc đó. Nhưng mà những cái câu thơ đó đâu có được phổ biến, người ta chỉ cái nhạc trường Trần Tiền Thanh chỉ phổ nhạc cái bài chiều trên phá Tam Giang là chiều này rồi em người về giảng đường rồi cư xá đóng cửa rồi tình yêu rồi vậy. Chứ còn những cái đoạn lớn mà cái ở trong thời trên phá Tam Giang, chiều trên phá Tam Giang ta bắn ngươi vì ngươi bạc phước, cái cuộc chiến này ta ngươi là người vô phước còn ta là người đấy, những cái bi kịch đó Tô Thủy Yên có viết ra. Nhưng mà đến khi Trần Tiến Thanh phổ nhạc thì phổ nhạc cái chỗ mà cư xá sắp đóng cửa đâu vậy thôi, không thể tách ai được, không thể tách ai được. Và tôi trở lại với người Mỹ thì từ ngày từ năm 57 đến giờ này có một lần ông William Faulkner ông đã nói ra, chúng ta nói về những tình yêu mà không có sự thắm thiết, chúng ta nói về những thắng lợi mà không có vinh quang, chúng ta nói về những thất bại mà không ai bị mất gì hết. Đó là một cái tiếng Pháp nó gọi là faux problem, vấn đề giả, vấn đề giả. Cho nên hôm nay văn chương của phát giải thưởng Nobel cho Louis Cook nói về cái băn khoăn ly dị chồng, nó băn khoăn về đai ép mà bị đấy, không lớn được ở của dân tộc Việt Nam, không lớn được trong con người, không lớn được tại vì cái thời đại này nó ghê gớm quá, nó vượt ra khỏi cái chiến tranh của nước Nga, nó chưa khỏi ra vậy, thành được ông Leo Tolstoy ông nắm được cái sự biến đổi từ xã hội Nga hoàng qua sắp sửa qua xã hội cộng sản, Dostoevsky ông nắm được. Nhưng mà đến giờ này cao lắm được có được ông Solzhenitsyn sau này, nhưng mà đến khi ông sau cái ý một ngày của Ivan Denisovich là ông hết, ông bất lực. Thế có lẽ cái thời đại này lớn quá, cái khả năng của người viết nhạc, khả năng của người viết văn không đủ sức để mang vác cái thời đại của mình, cho nên không có tác phẩm lớn. Thế thôi, cái này chả phải đến ông Việt Nam, chả phải Vũ Thành An mua Trịnh Công Sơn, chả phải ông Mai Thảo, ông Thanh Tâm Tuyền đâu vậy, mà tất cả, hình như tất cả các nhà văn, các nhạc sĩ, các thi sĩ đều thất bại trước, không nắm vững được cái sự chuyển động quá lớn lao của cái thời đại này, cái sức đi không nổi. Nhưng mà riêng cái nhạc của anh Trịnh Công Sơn thì bản thân anh thôi, không phải là nói về nhạc, mình nói về ảnh hưởng đối với con người ta nghe thôi. Đa số Việt Nam mình có thể nói là đa số thanh niên thời đó ai cũng thích nhạc Trịnh Công Sơn. Thì nó có cái mốt cũng giống như người ta đọc hữu thầm tư tưởng Phạm Công Chiến. Và bây giờ đấy không có ai đi học cũng có tập một đây hữu thầm tư một đọc đâu. Bây giờ nhìn thấy đó là một cái tư tưởng tầm phào mượn của những cái vấn đề của Henry Miller chẳng hạn đó. Thành từ thứ anh nếu người viết văn làm nhạc không nắm vững được cái mạch sống của thời đại thì tách gì quân chúng, mà như quân chúng tôi đã nói với câu của Victor Levo, quân chúng chỉ là một cái quân chúng tâm lý trẻ con. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 26 buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Một cái yếu tố mà tương đối là quan trọng hết đối với cả đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, tức là sự can thiệp của Mỹ. Vâng. Sự can thiệp của Mỹ thì thường thường người ta có hai cái nhìn, một cái là chủ quan, yeah, và một cái là khách quan. Thì bây giờ mình nhìn theo phương diện chủ quan của một số người, vâng, không nhất thiết là sai đúng, trước hết mình nhìn vào phương diện xã hội.
thì họ nói là cái sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam có hại nhiều hơn có lợi. À, tại sao vậy? Thì người ta nói là trước hết nó mang vào những tệ nạn xã hội, chẳng hạn như xã hội của mình ngày xưa có nẻ có nếp trong xã hội là sĩ nông công thương, thì bây giờ trong một trong những người chỉ trích người Mỹ họ nói là khi mà đưa quân lính vào Việt Nam thì nó làm đảo loạn cái đó, tại vì xã hội Việt Nam mình chưa có sẵn sàng để tiếp nhận cái đó, và những nông dân nghèo người ta không nghĩ đến chuyện cày ruộng nữa mà người ta nghĩ đến chuyện phục vụ. Mỹ đổ quân nhiều quá, thì giống như anh nói mỗi người Mỹ thì phải có 5 người hậu cần để mà support cái người đó. Trong những người hậu cần đó có những nhu cầu, nó xin lỗi anh, về sinh lý, về tâm lý, về tất cả mọi thứ, nó gây ra cái đảo loạn trong xã hội Việt Nam. Có người bảo là hồi trước thì những người được trọng là những người đi dạy, bây giờ gái bán bà đứng đầu. Xin lỗi là ở Việt Nam, ở miền Nam, ở Sài Gòn, vâng, nhất đi nhì ba tam cha tứ cổ, vâng, anh cứ tiếp tục. Vâng, cái đó là mình nhìn về phương diện thứ nhất. Và phương diện thứ hai, con người Việt Nam bắt đầu suy đồi, người ta không nhìn theo cái nền nếp của truyền thống, người ta nhìn theo đồng tiền, cái của tư bản đúng nghĩa theo cộng sản người ta hay lên án, mình trở thành một thứ dây leo, giống như anh nói trong chuyện chầu cầu, mình sống nhờ vào Mỹ, giống như anh nói mình mất chủ quyền, mình bất lực. Đại khái là họ không giết mình, vâng, nhưng mà mình tự giết mình hay là họ giết mình cũng chẳng khác gì nhau. Cái tệ nạn nó từ từ, nó từ mặt tâm lý nó đưa sang xã hội, rồi từ từ nó sẽ chuyển hóa thành quân sự. Không có người Mỹ từ năm 54 thì là cộng sản. Anh nhớ rằng mặt trận giải phóng miền Nam là thành lập ngày 19 tháng 12 năm 1960. Vâng. Tại sao vậy? Là tại vì lúc đó đã có Mỹ. Nếu không có Mỹ thì chả phải đợi đến năm 1960 về mặt trận giải phóng. Không có Mỹ thì khoảng 56 nó đã đánh rồi. Thành thứ việc đầu tiên người Mỹ phải có mặt ở Việt Nam mới cứu được Việt Nam. Và bảo rằng là về rồi, như vừa rồi anh Phan Lê Dũng có hỏi là xã hội suy đồi, rồi đạo lộ về kinh tế, rồi nông dân, rồi vân vân. Ôi như vậy ta khét. Tại sao? Trước ngày 20 tháng 7 1954, miền Nam đã là một cái xứ nông nghiệp mà sản xuất, mà thời của Pháp đã có cả 100.000 tấn gạo. Thì con số đó vẫn được duy trì và tăng lên rất cao thời đại nhị Cộng Hòa. Và có một cái chế độ nào mà từ 54, 50, 51, 52, 53, 54, 55 đến 60, chỉ có 6 năm thôi, mà ông Lý Quang Diệu, đấy, tôi lấy ông Lý Quang Diệu, chứ tôi lấy người Việt Nam, Việt Nam, chỉ mơ ước làm sao để mà thành hình Singapore ngang bằng với Sài Gòn. Như vậy là chứng tỏ Sài Gòn đẹp đến như thế nào. Mà rất đẹp. Rồi bây giờ tôi nói về mặt xã hội. Đó là quốc gia có Đông Nam Á, có xa lộ đầu tiên ở Đông Nam Á, Sài Gòn với Biên Hòa. Đó là quốc gia có lò nguyên tử lực quốc đầu tiên ở Á Châu, lò nguyên tử lực quốc Đà Lạt. Đó là quốc gia có đường võ bị lớn nhất châu Á. Và nếu mà chương trình mà so sánh West Bank mà nếu có thua sân xe của Pháp không bằng, chỉ có thua sân xe của Mỹ vì không có chương trình kỹ ngày nào. Đó là một cái chương trình mà có một hệ thống thi cử 21 năm không thay đổi. Ở đâu có một cái hệ thống thi cử tốt lành như vậy? Và những giáo sư ở Đà Nẵng rất nhỏ, lúc xưa chúng tôi thi trung học phải vào ở trong Hội An. Và kỳ thi trung học đầu tiên ở Đà Nẵng 58, giáo sư có thể đem bài về nhà chắc. Trời đất ơi, ở đâu có một thế chế độ thi cử tốt lành như vậy? Và những năm tôi học tiểu học, có một cái em nó bằng tuổi tụi tôi là trên dưới 12 tuổi, đi ăn copy,
được báo hết cả toàn bộ miền Nam. Một học sinh 12 tuổi ăn copy không được thi tiểu học. Hoàng thư ở đâu có một chế độ học chính tốt lành như vậy? Thay từ nụ thì tại sao? Tại vì đã có ổn định về quân sự, ổn định về chính trị. Tổng thống Ngô Đình Diệm bước xuống sân bay ở Washington DC năm 1957. Tổng thống Mỹ bước ra tại cầu thang để đón tiếp. Hoài thứ ở đâu có một nguyên thủ quốc gia được kính trọng như vậy? Hãy nhìn cái cách của Obama năm 2016 đi qua Bắc Kinh bị Tập Cận Bình coi thường như thế nào. Thành thứ đứng về mặt xã hội, đứng về mặt chính trị, đứng về mặt kinh tế rất tốt lành, rất tốt lành. Nhưng mà bây giờ trở lại câu hỏi của anh Phan Lê Dũng là tại vì khi người Mỹ vô rồi đảo lộn. Bây giờ từ vì sao? Vì có chiến tranh. Mà chiến tranh đó ai gây ra? Nói đi nói lại một cách, chiến tranh này là từ miền Bắc gây ra. Miền Nam có gây chiến tranh? Miền Nam không có gây chiến tranh. Vì chiến tranh đó là bắt đầu từ 19 tháng 12 năm 1960 có mặt trận giải phóng. Và cái đoàn 77-559 nó mới đi vào Nam, nó mới xâm nhập, nó mới bị giật mình. Và bị giật mình đầu tiên ở Long Khánh năm 1961. Chính tôi là nạn nhân đi chết xe lửa đó. Thành thử bảo rằng là lỗi người Mỹ không? Cũng có. Nhưng mà đúng, quả tình người Mỹ vào 23 tháng 3 năm 1965, người Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng. Và Đà Nẵng, Pleiku, Quy Nhơn, đến nỗi ở trong người ta không dám nói đi lên Pleiku nữa, đi vào Quy Nhơn nữa, người ta nói đi Nha Trang. Vì sao? Vì Quy Nhơn, Nha Trang ở người Mỹ nó quá đông. Nhưng hỏi thực ra lính Mỹ có phá, có lính Mỹ và quân đội Mỹ có làm đạo lộn cái gì không? Chẳng có chuyện gì cả. Nếu có chăng những cái sinh hoạt ở đường tự do, những cái bar nó đi qua đến địch Lê Lợi, nó chạy xuống đến đường Trần Hưng Đạo và đến kia. Còn tất cả cái hệ thống làng xã, hệ thống phường, hệ thống giáo dục, hệ thống kinh tế còn còn nguyên. Và nếu mà những cái cáo buộc đó phải nói ở miền Bắc, cải cách ruộng đất là do lệnh từ đâu? Do lệnh từ của Stalin theo cái lịch kinh nghiệm của Mao Trạch Đông. Nhân văn giải phóng là từ đâu? Là do cái kế hoạch Bách Gia Tề Phóng, Bách Nhà Trân Minh đấy. Còn ở miền Nam hình như chế độ Ngô Đình Diệm với một cố vấn chính trị cứ phách ở Ngô Đình Du thì chỉ có nhà xuất bản Hoài Bảo. Nhà xuất bản Hoài Bảo đó nó tác động ở đâu? Nó cũng tác động ở đâu hết. Ngoài ra chỉ có cuộc di cư mới có một hệ thống văn hóa từ ngoài Bắc vào. Và bây giờ hỏi lại ngoài Bắc, Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Khai Hưng được sống lại ở đâu? Được sống lại từ miền Nam. Bài Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, Hữu Loan phải đi đập đá ở Thanh Hóa, nhưng Hữu Loan được ca ngợi tại miền Nam. Cho nên miền Nam là một cái nơi để duy trì tất cả những cái tốt lành mà từ ngoài Bắc đưa vào. Ở miền Nam có bị đảo lộn không? Có đảo lộn văn hóa, không có đảo lộn kinh tế, và có cải cách, và có những cái chương trình về người cày có ruộng là của ông Diệm. Nhưng ngày trước là có tinh thần của Diên Điền, khu Trù Mật. Ở đâu có những cái khu mà kinh tế tốt lành như vậy? Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối mai, thứ Năm, 5 tháng 8 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTNDC xin email về washingtondc@sptn.tv. Kính chúc quý vị một ngày ấm áp đến cho mọi người. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai.